Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta chia sẻ wifi hay là phát wifi trên điện thoại Xiaomi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn nha. Thì bước đầu tiên để mà chúng ta có thể chia sẻ wifi thì các bạn vào ứng dụng cài đặt nè. Rồi sau đó các bạn tìm tới cái mục là điểm phát sóng di động nha. Các bạn bấm vào. Đó thì hiện tại đang tắt nha. Thì các bạn bật lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập tên cũng như là mật khẩu. Là các bạn bấm vào cái mục thiết lập điểm phát sóng di động này. Các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn đặt tên nha. Tên đây thì nó để là tên điện thoại của mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể đổi những cái tên khác. Ví dụ như mình sẽ lấy tên của mình nha. Là Cao Nhơn đi. Mật khẩu thì mình sẽ ghi lại cái mật khẩu. Ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8 con số 1 nha. Thì video này mình làm mẫu cho các bạn thôi nha. Rồi mình bấm vào lưu. Rồi vậy là mình đã thiết lập cái tên cũng như là mật khẩu và mình đã bật cái điểm phát sóng di động này, nghĩa là mình đã phát wifi, mình bật wifi lên rồi á, mình chia sẻ wifi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái điện thoại đây và mình thử kết nối thử được không nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cài đặt này. Sau đó mình vào phần wifi này. Thì đây thiết bị wifi Cao Nhơn là cái điện thoại đây này. Mình vừa phát thì nó đã xuất hiện trong cái phần wifi trên cái điện thoại này này. Thì bây giờ mình bấm vào và mình nhập mật khẩu là 8 con số 1. Rồi mình bấm một kết nối này. Đó. Vậy là bên đây nó đã kết nối thành công nha. Bây giờ thì mình thử vào YouTube. Xem YouTube chẳng hạn như vậy nha, xem thử có ok chưa nha. Theo tờ cho bình đó. Kể từ ngày mùng 1 mình vẫn xem như bình thường nha. Thì hiện tại mạng wifi là Cao Nhơn này, mạng bên đây mình phát qua đó. Và các bạn cũng có thể vào cái phần đây, các bạn bật quạt tác hoặc là các bạn kéo xuống này, các bạn trượt qua thì trong đây nó để cái phần điểm phát sóng này. Các bạn không muốn phát nữa thì các bạn tác chỗ đây. Còn các bạn muốn phát thì các bạn bật lên cũng được nha, không là các bạn bật test chỗ đây. Đó. Ngoài ra các bạn cũng có thể chia sẻ mã QR này. Mã QR này thì các bạn dùng máy iPhone hay là những cái thiết bị khác có thể quét mã được, thì các bạn quét mã QR để cho nó kết nối với wifi mà mình đang phát ra nha. Và mình thấy cái tính năng trên điện thoại Xiaomi này cũng khá là hay, là ở cái chỗ là khi mà mình bật wifi này và mình phát sang wifi của những cái thiết bị khác thì vẫn được nha. Nghĩa là điện thoại Xiaomi hiện tại này, đây này, đang kết nối wifi đây, mình có thể bắt cái wifi đây và kết nối với điện thoại khác vẫn sử dụng mạng được. Thì mình thấy cái này cũng khá là hay. Và mình lưu ý nha là các bạn khi mà các bạn bật cái điểm phát sóng wifi này thì các bạn phải mở wifi lên nha, các bạn phải bật wifi và dữ liệu di động lên. Thì như thế thì những cái thiết bị mà nó kết nối mạng với cái điện thoại Xiaomi này này thì nó mới sử dụng được nha. Mình lưu ý là các bạn phải bật hai cái mục lên rồi sau đó các bạn mới bấm vào cái mục mà điểm phát sóng các bạn bật lên thì mới ok nha. Rồi thì video này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ trên điện thoại Xiaomi, cách để mình chúng ta chia sẻ wifi cũng như là phát wifi. Rồi video của mình cũng dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.